Giang tay ra nè. Giang thẳng lên, thẳng lên, thẳng lên. Thẳng như vậy đó, đó. Giang chân ra nè. Đó. Mai hả? Không. Chứ sao? Không chấm đất kìa. Chấm không nổi. Chấm đất đi. Không sao đi không chấm. Hôm nay bị con cái bụng. Gì hả? Ờ làm đẹp đỡ. Tiếp nữa đi. Thằng quỷ. Đàn ông trai để móng tay cho đàn bà. BD hả ngoại? Trời ơi, mày bị thiếu máu hả? À, trời ơi, mặt mày xanh lè. Trời ơi, sao vậy? Bởi người ta quỷ rong quỷ. Ủa sao mà quỷ vậy? Bực bội hết sức. Sao vậy? Sao móng tay đen đẹp quá vậy? Sao vậy? Sao đen thui vậy? Cười cái coi. Quỷ, quỷ cánh anh, 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 quỷ cánh quỷ trời, trời. Ê ơi, đừng nhát tôi nha. Rằm tháng 7 tôi cúng rồi đó. Tháng nào mùng 2, 16 tôi cúng hết đó. Bà Sóc nè, bà Sóc nè. Bà Sóc, bà đẹp nè, bà Sóc. Bà đẹp nè. Bà Sóc đừng có sợ, bà đẹp coi, đừng có sợ, đừng có sợ. Có bà đẹp. Ly nè, ly nè. Mắc cà rau hút mọi người. Không phải, tôi ly. Tôi là lì nè. Không, tôi nhắc ra lắm, tôi lì đâu. Cái gì? Cái gì làm sao vậy? Mà sao mà hồn hào vậy? Lì. Con là sư phụ. Con là mày mày mày. Sư phụ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thế khoa. Con đè tôi chi vậy? Nè, tụi mày bình tĩnh nghe sư phụ nói nè. Đây là thằng lì. Nó bị Ngọc Hoàng khiển trách nó. Tại vì nó làm chưa tròn nhiệm vụ nên nó bị biến như vậy thôi. Cứ con đi sư phụ. Trời ơi, đừng lo, đừng lo. Bình tĩnh hết trơn nha. Thằng lì hả? Dạ, tôi lì. Vậy có gì đâu mà sợ. Vui lên coi, cười lên coi. Cái điều này tao phải về đánh xin Ngọc Hoàng gia hạn cho mày thôi. Khổ thật. Cái gì? Cái gì? Ông vợ chồng nó mở tôi nên mình hả? Gì nữa? Không chịu đâu. Là làm gì vậy? Ông ơi, tôi nói nghe nè. Ông dắt tôi lên trên đó chơi. Để coi ở trên đó đẹp như thế nào nha. Trời ơi, tôi đi lên trời rồi bà làm như tôi đi chợ. Hay đi công viên. Để đi theo. Bà tụ tám kiếp chưa về đánh được nữa. Sư phụ. Gì? Sư phụ, cho con về trời với. Bòn chen. Mày 10 kiếp con. Vậy sư phụ đi một mình lên trển cho con gửi lời thăm với chị Tiên nha. Trời ơi. Sư phụ, ráng giúp giùm con nha sư phụ. Được rồi, con đừng có ra ngoài đường nghe không? Ra ngoài đường nít thấy mày đã sợ lắm nghe không? Dạ. Còn mấy con ở đây cho gửi gắm thằng liền nghe không? Dạ. Căng chừng đi giùm sư phụ nghe không? Dạ. Tội nghiệp ăn ủi cho nó, để nó buồn tội nghiệp nữa nghe không? Bà vô sẽ soạn đồ cho tôi đi. Ráng sẽ giùm con nha sư phụ. Sư phụ đi liền bây giờ. Đi ông. Mày làm ơn mày mang dài nhanh giùm tao cái đi. Nợ tao không mở công ty nữa, mày lấy cái gì mày ăn mày? Sao vậy? Sao cái chữ bên ngoài vậy? Cười cái coi. Trời ơi. Công ty gì mà đẹp có phố hô. Mà thấy gốm. Đẹp mặt ha. Tìm đường. Dễ quá phải không? Khó thấy mụ nội luôn à. Mệt quá. Ngồi xuống. Ơi. Nè, sao gì? Sao nói chậm quá gì? Có cách nào nói nhanh hơn không? Có. Tán vô mặt tôi. Là tôi nói chuyện liên tục được à? Có hiệu quả. Tôi báo cho hai huynh có một tin vui, hết sức là vui vẻ luôn. Tin gì? Đói bụng quá. Cho ăn đi rồi kể cho nghe. Nãy trên đường á, trên đường đi sao mua gì ăn đi? Tiền đâu ăn. Sao gì? Sao chịu đi làm có tiền? Chẳng lẽ đi làm cái nghề móc bọc hả? Ông móc đi. Người ta làm nghề móc túi nó móc bọc. Chẳng lẽ bây giờ tôi làm nghề móc túi lại hả? Ủa sao chưa tán mà nói gì vậy? Tức nói liên tục được. Khổ chưa? Đói mà ham nói nhiều. Tội nghiệp quá. Thôi được rồi, chờ tí xíu đi. Để mày gọi qua nhà hàng. Alo, có phải nhà hàng Ngàn Sao không? À, đây công ty thám tử tư đẹp mà sắp. Làm ơn cho một tô mì gói.
Bé sang quá. Công ty ở đây là vậy á. Sao? Chuyện như vậy nè. Tôi có ghé cô gái đó. Tôi có đưa cái bóp cho cô đó. Tôi phát hiện có cái trái tim trên này cô ấy nè. Ủa thiệt luôn hả? Thằng Lì. Tôi không có Lì. Trời ơi. Sao vậy? Sao nó xỉu vậy? Tao nói thằng Lì nó bị trời phạt rồi, nó biến thành vậy đó, chứ không phải là quỷ đâu. Sao nhân viên của công ty đó hả? Phải xấu vậy bé đẹp nó mới nhận vô, hiểu không? Câu chuyện sao, kể tiếp đi. Chuyện nó là như vậy nè. Bóp cô phải không? Trời ơi, đúng rồi. Bóp của tôi đúng rồi. Trời ơi, cái này anh là tôi lẩm mà nghe. Còn đầy đủ không? Dạ anh tốt bụng dễ sợ. Tôi tốt ghê chưa? Anh tốt quá trời luôn á. Tôi thưởng cho anh uống nước. Anh cứ nhận đi ha. Không xin rồi nha. Không, cái này là coi như lòng biết ơn của tôi. Tại vì á, cái này đối với tôi nó quan trọng lắm. Anh nhận đi ha. Ép người quá đáng. Tôi cảm ơn cô. Thôi anh uống miếng nước đi ha. Cái anh này vô mảnh rồi. Trời ơi, anh này. Không. Vô cái vụ kia. Nè, bây giờ dẫn tụi tôi đến nhà quái đó đi. Ok. Tao vậy rồi nè. Sư phụ. Ai vậy? Sư phụ cứu Lì á. Honey. Nhớ quá rồi. Công nhận lên trời xuống dưới đất lẹ quá. Sư phụ có xin gia hạn cho con không sư phụ? Trời ơi, mày nghĩ làm sao mà tao xin gia hạn cho mày? Tao đâu có dám gặp Ngọc Hoàng đâu. Mày thấy thân thể tao vậy làm sao vô gặp Ngọc Hoàng được? Vậy sao? Không sao. Tao rình tao lấy được trái táo của ổng. Trái táo thần. Là táo thần này ơi. Đây là táo thần. Ăn vô chắc hiền lắm. Trời ơi. Bố mày muốn biết thành nó hả? Vậy giờ nó ăn vậy có sao không? Nó ăn nó sẽ biến thành tại mày. Đầu ham ăn. Giống Lì xấu lắm. Bé đẹp muốn đẹp à. Chạy chút xíu mà được cắn miếng bự quá vậy trời. Trời đất ơi, hao rồi. Nè, tranh thủ cắn vô đi, cắn một miếng thôi nghe. Nhớ để dành nha, cắn miếng. Đó. Nuốt vô. Ráng con, ráng. Có chịu gì không vậy? Trời ơi, bị giật tính bóng rồi. Nó bị sao vậy? Ủa, sao bụng nó sao vậy? Sao bụng? Cái. Không sao. Rồi nó sẽ trở lại thành người. Lì đang ngất ngay á. Cái thằng cà lâm mà hay nói. Thiệt không? Thiệt. Hay không? Ủa? Hay quá. Wow. Thành người được rồi. Bởi vậy. Hay quá. Đừng giỡn nha. Lạ vậy? Sao gì? Sao tự nhiên hai mắt giống cái niêu quá gì? Mày làm gì vậy? Con thử coi con còn phép không? Mày không tin táo thần này hả? Trời đất ơi, nhờ có nó mà mày mới được vậy đó. Tụi bay có làm gì thì tranh thủ làm đi nghe. Nó chỉ có tác dụng trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi đó. Ủa, cắn cái được có mấy tiếng thôi hả? Vậy sao không chịu cho con cắn nguyên cái hết luôn đi? Trời rỡn mày. Mày cắn nguyên trái hay hết nguyên trái? Chỉ trong vòng vài ngày cũng hết à? Có hữu sự mới xài được. Hay quá. Vậy được giỏi nói không? Mỗi lần đi lần cực. Thôi đem mẹ trái bự cho rồi. Ừ đúng rồi. Sao không chịu lấy trái bự mà lấy trái chút xíu vậy? Cái con người biển này nhiều chuyện lắm nè. Không biết dễ cho cái trời. Bộ mày tưởng tao mỗi lần lấy trái bự dễ lắm hả? Tao gì đánh đổi cái ăn mặc tao và cái đầu tóc tao và tụi bay cạo hết trơn cái trời rồi. Tao phải trúng vũ sợ Ngọc Hoàng khiển trách.
Tao lựa cái lúc mà ông ăn mà ông chê cái trái này đều quá ông dục rồi tao mới lượm đem xuống nè. Bây giờ tao giữ cái trái này ở đây nha. Chừng nào có hậu sự là tao đưa cho. Rồi, rồi mỗi lần lúc cần á, muốn kiếm sư phụ ở đâu ra? Tao cái bên mày luôn mà. Thôi, mỗi lần kiếm á, là toàn là đi với... Honey. Đó, thấy không? Thấy không? Bất tờ. Thấy không? Không chịu. Mấy quỷ thấy ghét, cái chọc cái tao hai. Rồi, bây giờ tìm sư phụ ở đâu ra? Thôi được rồi, để bây giờ tao đưa cái bản sao của tao cho tụi bay giữ. Đây. Hả? Vậy là có hai Honey luôn rồi. Ờ, nhưng mà... Sư phụ bự vậy nè, không lẽ đi đâu? Yên tâm đi. Theo chết mà. Tụi con sao? Không sao đâu. Tao sẽ biến ổng thành nhỏ lại. Biến nhỏ vậy. Tao đừng coi là tao bỏ cổ à. Tiểu sư phụ, chụp tấm hình làm lưu niệm nha. Chụp hình hả? Từ từ để tao cười nghe. mày thấy tao đẹp trai không? Tao với mày. Đừng có giỡn nữa. Nè, giữ đi. Ủa, sao nãy là người thiệt mà giờ là người nộm kỳ vậy? Vậy mày mới giữ được. Nhung nhích được không? Sao không được rồi? Gãy tay sao mày? Chơi gì kỳ vậy? Cái này tiêu vậy ta? Tiêu vậy? Tiêu gì? Mệt quá. Tao nói là bản sao của tao, đừng có phá. Chừng nào có hữu sự thì... Chơi này vậy? Được, trời ơi. Tét chứ sư phụ sao? Giỡn hoài à? Nè. Thuộc cho mất cả. Thuộc lại luôn à. Mặt sư phụ có bụng, nặng bụng nha. Dù gì. À, này. Mặt tao là mặt mày có bụng. Mặt mày có bụng á. Thôi mày giữ đi, có hữu sự mới xài được, đừng có dạch nữa. Dạ. Đừng có phá nghe không. Dạ dạ rồi rồi. Bây giờ tụi bay giữ cái này nha. Cảm ơn sư phụ tao nha. Tao công việc rồi, tao phải đi. Đi đâu nữa? Honey, làm gì đứng đó hoài vậy? Ra đây ngồi đi. Thấy nó không cân bằng. Giận. Ôi mà, mình thấy nó không có xứng. Chơi đi, em nhiều, ha. Thiệt ha. Yeah. Lên đi Honey. Trời ơi, trò này vui lắm. Đã. Vui quá anh lắm vậy đó. Ẩm xuống ha. Không. Giận. Ôi, chơi trò khác đi. Trò khác có cân bằng không? Bằng chứ. Vậy đi. Xuống đi Honey. Thôi, tôi sợ xuống dính cái mỏ lắm. Xuống đi mà. Thôi mà, buông cái chân ra đi. Xuống đây. Vui. Vui không? Vui nè. Đã nói vui mà. Vậy vui quá. Xuống đi. Thôi, không có vừa. Thôi mà, xuống đại đi mà. Chết con rồi.